bạn của quý chị, nhất là của quý chị một thời đã đi vào các tài lằng lồ để nuôi chồng, và cả thì sau này cũng đã chấp nhận để làm bạn đời với những anh tù độc thân sau khi ra trại. Tuy nhiên mỗi lần xuống về thì riêng cả hội, nhưng mà hội tù tù nhân Ái Tử Bình Điền xin thưa quý anh chị chỉ vui một nửa thôi, còn một nửa vẫn nhớ về những bạn tù đã mất trong những cái mùa xuân ở trại cải tạo. Cho nên năm nào chúng tôi cũng thiết một cái bàn thờ để tưởng nhớ những người hương linh bạn tù đã khuất. Thưa quý anh chị, sự hiện của anh chị chắc không đông đảo bằng cái số anh chị đã mất ở trong trại và khi ra ngoài trại. Tổng kết cái số anh chị em trong trại Ái Tử Bình Điền cùng mất, danh sách cũng là gần 300 người. Thưa quý anh chị, thì sự hiện diện của chúng ta hôm nay ngoài cái vui xuân cũng là một cái nén nhang để thắp và kính dâng lên quý anh chị bạn tù của chúng ta đã mãi mãi được đến gia đình. Và tiếp theo đây để thay đổi không khí, xin ban tham gia để tiếp tục chương trình, xin mời quý anh chị của bác và thân hậu dùng cơm trưa và thưởng thức văn nghệ để tiếp tục chương trình ban tham gia Ái Tử Bình Điền. Đây, tám ca chung họp mặt. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
ơn em. Tôi nhận được sự bỏ sự ủng hộ và chúc mừng về của anh và quả phù thì thương 100 đồng và mạng qua năm được và dùng mong khẩu tôi lần nữa một lần nói rồi ngày lần nữa năm được năm qua mười lá được và cái điều gì được năm cái gì nữa cũng mã năm được là CEO của đài truyền hình đâu.